nhà Beck sải bước trên phố như catwalk. Gia đình David Beckham được khen khi mặc đồ sang trọng, sải bước tới địa điểm tổ chức show của Victoria ở Paris Fashion Week. Họ hầu hết chọn tông đen với những thiết kế mới nhất của Victoria Beckham Vic khi tới thưởng thức buổi trình diễn thời trang hôm 3 tháng 3. David, Brooklyn cùng mặc siêu hai hàng cúc với giày tây. Harper chững chạc trong bộ vest một cúc, kết hợp tank top và sneakers. Vic phối áo len cổ lọ xanh hải quân và quần suông, tạo điểm nhấn ở thắt lưng. Trong khi con dâu cô, Nicola Pell, diện váy xếp ly xẻ cổ chữ V cùng găng tay ra. Trên trang cá nhân, Vic bày tỏ biết ơn người thân, tôi không thể làm gì nếu không có gia đình mình. Tôi yêu mọi người rất nhiều. Bell nhận xét về show của mẹ chồng, một buổi biểu diễn tuyệt đẹp. Chúng con yêu mẹ. Theo Pagesis, gia đình Beck mỗi lần xuất hiện trên phố đều gây chú ý không chỉ bởi nhan sắc mà còn ở gu thời trang đồng điệu và ăn ý. Nhiều khán giả nhận xét cả nhóm mặc đồ giống nhau, cùng sải bước đẹp như trên sàn diễn. Show thu đông 2023 của Victoria Beckham diễn ra trong Paris Fashion Week từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 ở Pháp. Các thiết kế dành cho mùa lạnh năm nay tiếp tục thể hiện gu thẩm mỹ thanh lịch, pha cách của Vic thông qua trench coat, áo khoác tối giản, đầm xếp ly cổ chữ V, đầm dáng suông tay bồng cổ điển. Phần đầu show, bảng màu nhấn vào nét trang nhã với các tông pastel gồm kem, xanh dương, vàng nhạt, hồng, xanh bạc hà. Nửa cuối show diễn, tông màu chuyển sang trầm và đậm hơn với đỏ, đen, xanh lá. Bộ sưu tập khai thác chất liệu lông vũ, tạo điểm nhấn ở crop top, bra top khi diện cùng siêu quá khổ. Kỹ thuật xếp nếp và bất đối xứng được khai thác triệt để trên các mẫu váy dự tiệc midi và maxi. Victoria Beckham ra mắt thương hiệu thời trang năm 2008. Trong thời gian dịch, Vic phải cắt giảm nhiều khoản để bù lỗ cho công ty. Theo báo cáo hồi tháng 1 trên Bloomberg, hoạt động kinh doanh của Vic năm qua khởi sắc. Khoản lỗ của công ty cô đã thu hẹp từ 8,7 triệu bảng xuống 5,9 triệu bảng.